đứng đứng trước mặt mình xong rồi kiểu cũng nhìn mình với gần sát như thế thì thực sự là Yến đã có một chút rung động. À, cần quên phải nhớ người yêu cũ. Người yêu cũ thì tất nhiên là phải quên rồi. Riêng cái tên phim Người Cần Quên Phải Nhớ thì tác giả mà nghĩ ra cái tên phim này là anh Charlie Nguyễn. Nhưng mà mỗi người đều có quyền hiểu theo cái suy nghĩ của mình. Riêng mình thì mình hiểu như này, chắc có thể là cái câu chuyện này bắt đầu xuất phát từ một cái cú đập của cô phóng viên điều tra dành cho cái anh chàng côn đồ lôm cơm. Cho nên nó liên quan về việc mất trí nhớ, ký ức, quên nhớ, giống như cuộc đời mình á. Thực ra có những cái mà mình hay bị trôi đi nhiều là mình quên, những cái mình nhớ, những cái gì mà thuộc về tình cảm nó đều liên quan đến cái chuyện quên và nhớ của mình. Có những thứ mình quên đi nhưng mà mình vẫn phải nhớ đến nó. Có nghĩa là ý nghĩa của cái tựa phim Người Cũng Phải Nhớ là từ đó. Không biết là các đạo diễn khác như thế nào, còn riêng Đức Thịnh thì khi mà mời các bạn diễn viên lên cast á, thì đầu tiên cái tiêu chí số 1 đó là cảm giác. Là cái cảm giác được là khi họ bước vô cái cửa phòng casting là họ là bao nhiêu phần trăm cái nhân vật mà mình mong muốn. Ví dụ như là Vàng, bao nhiêu phần trăm là Bình, Hoàng Yến Chibi, bao nhiêu phần trăm là Loan và Karen là bao nhiêu phần trăm là bác sĩ Vân. Cái cảm giác. Sau đó thì mới tới là cái khả năng diễn xuất của các bạn diễn viên. Rồi theo đó nữa là cái tư cách nghề nghiệp, họ có làm cái nghề này bằng một cái trái tim nóng bỏng hay không, bằng một sự say mê hay không. Nó có 3 tiêu chí như vậy. Mình xem cái Người Cần Quên Phải Nhớ giống như một cái cơ hội để được tiếp cận với anh Charlie Nguyễn, cái người mà mình đã xem rất nhiều phim của ảnh và thấy được cái sự chỉnh chu trong các tác phẩm của anh Charlie Nguyễn cũng như là của công ty Chánh Phương. Thì mình xem đây là một cái cơ hội để mình học hỏi từ một cái người có rất nhiều kiến thức về điện ảnh. Còn mình là hoàn toàn là cái người của sân khấu. Và rõ ràng là qua bộ phim này mình đã học được anh Charlie rất nhiều. Thứ nhất về cái tính cẩn thận. Không có cái gì gọi là cẩn thận một cách quá mức. Mà lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận bởi vì chắc chắn chúng ta vẫn còn thiếu sót. Thứ hai nữa là cái kiến thức về điện ảnh của anh Charlie rõ ràng là nó rất cụ thể, nó không có mông lung. Chỉ cần một cái scene mà ảnh edit thôi là mình đã học được rồi về cái nhịp phim như thế nào thế nào. Và cái khả năng gọi là cái quy trình để tạo ra một sản phẩm điện ảnh, anh Charlie nắm rất là chắc và mình đã học được những cái bài học rất là giá trị. Đối với Yến thì khi mà được nhận bộ phim này là một niềm vinh dự, bởi vì lần đầu tiên Yến được làm việc chung cùng với nhà sản xuất Charlie Nguyễn và anh Thịnh, cũng như là lần đầu tiên đóng một cái vai mà có cái chiều sâu hơn so với tất cả những vai diễn mà Yến đã từng đóng. Khó khăn thì có rất là nhiều, và cái khó khăn đầu tiên đó chính là Hoàng Yến ở ngoài thì sống khá là vội, còn đối với Loan thì lại là một cô gái suy nghĩ chín chắn hơn, tức là gần như là mỗi bước đi thì sẽ đều thực sự là cảm nhận, tức là gần như là phải chắc chắn thì cô ấy mới làm. Thì cái điều đầu tiên khi mà Yến nhận cái vai này thì Yến cần phải sống chậm lại, tức là gần như tất cả mọi thứ, kể cả từ cái việc mà Yến uống nước như thế nào, cái việc mà Yến giở quyển sách ra để đọc ra sao, hay cái việc mà bước chân đi trên đường thì phải chậm rãi như thế nào. Thì thực sự là cũng cảm ơn bộ phim bởi vì đã cho Yến có được một cái sự trưởng thành nhất định. Cảm ơn anh Thịnh. Và rất là vui bởi vì được hợp tác cùng với rất là nhiều những bạn diễn viên trẻ giống như là Trần Ngọc Vàng. Và lần đầu tiên được hợp tác cùng với chị Karen Nguyễn và anh Xuân Phúc. Rất là cảm ơn mọi người đã tạo nên một ekip diễn viên thực sự rất là vui. Cần phải quên nhưng mà rất là nhớ. Lý do mà nhận vai diễn này là tại vì đạo diễn chọn, nhà sản xuất chọn nha mọi người. Chứ mình vẫn là người đi casting lên rất là bình thường với tâm lý là một người diễn viên đi casting thôi. Còn cái việc mà được vào vai vẫn là quyết định của đạo diễn và anh Charlie là sản xuất. Thì mình cảm thấy rất là vinh dự. Thực ra thì Karen là một người
mọi người biết đến là qua những cái MV. Thì mình từ MV mà lên màn ảnh rộng á, được một cái vai mà có tâm lý, có chiều sâu, thì thực sự đó là một bước tiến lớn trong cái sự nghiệp của mình. Thì qua đây thì rất là cảm thấy rất vinh dự khi có mặt ở đây, được trả lời phỏng vấn cùng với tất cả mọi người trong ekip, cũng như là vinh dự khi mà được trong ekip của bộ phim Người Cùng Quên Phải Nhớ. Cơ duyên mà mình được nhận vai Bình của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, thực ra năm nay là một năm may mắn của Vàng. Thì khi mà Vàng được có một giải thưởng cá nhân cho bản thân mình và được tham gia hai phim điện ảnh được công chiếu trong một năm, thì đây là một vai chính điện ảnh đầu tiên của Vàng. Vàng cảm thấy lần đầu tiên nó là điều may mắn khi mà mình hợp vai với nhân vật Bình. Và cái thứ hai là mình sẽ cảm thấy áp lực. Áp lực đây là làm việc với các anh chị lớn, một ekip chuyên nghiệp. Mình không biết là mình làm có tốt hay không. Thì may mắn là có các anh chị giúp đỡ thì cái sản phẩm nó cũng chỉnh chu và nó cũng phần nào làm cho mình cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Chứ còn nếu mà để được so sánh với một ai đó thì trước tiên là mình vui rồi. Nhưng mà mình không có sống bằng cái sự so sánh hay gì hết, mà mình chỉ biết cố gắng cho cái vai diễn mình tốt hơn. Cho Vàng chỉ mong là cái vai của mình đem lên màn ảnh lớn có thể thể hiện được hết tất cả cái cảm xúc của mình, cũng như là bộ phim được khán giả đón nhận, khán giả yêu thương hết tất cả các anh chị em diễn viên, ekip Người Cùng Quên Phải Nhớ. Còn lại là không biết gì hết. Từ đầu đóng với Hoàng Yến Chi Bi rất là vui, tại vì mình được đóng với một idol của mình từ xưa. Vàng đã thần tượng Yến từ rất là lâu rồi, từ hồi mà Yến đóng Cửa Sổ Thủy Tinh cho tới bản nhạc Nghi Ngô và phim Tháng Năm Rực Rỡ, thì cảm thấy rất là mến bạn này, rất là có cảm tình với Yến. Khi mà được nghe hợp tác với Hoàng Yến Chi Bi thì hạnh phúc, vui. Nhưng mà cũng ban đầu cũng lo lắng lắm, tại vì Yến cũng là người đã đi trước mình rồi, cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn, không biết làm có tốt hơn hay không, không biết bị Yến dập hay không. Thì may quá cũng thân với Yến, thân với tất cả các anh chị diễn viên trong ekip, và cũng nhất là Huy My. Nên các anh chị em cũng hợp tác với nhau rất là suôn sẻ. Trong bộ phim thì có một phân cảnh mà lúc đấy là Yến với cả Vàng phải diễn, là vừa mới đoạn gặp nhau ở tại quán bar và sau đó là cảm thấy rất là say nắng, cảm thấy rung động nhau. Nhưng mà sau khi mà về nhà sau cái đoạn mà bị mất điện đó, thì cái đoạn đấy là lúc trước là hai người gọi là chưa có cái sự kết nối cho lắm. Và thực ra là ở ngoài Yến rất là giận, Yến rất là giận Vàng. Và Yến bảo là nếu mà cứ tỏ thái độ như thế này thì sẽ không thể nào mà diễn cái cảnh yêu nhau được. Và cứ mỗi một lần mà chuẩn bị bước vào cái cửa, mọi người sẽ thấy cái đoạn mà mở cái cửa ra và thấy hai người bước vào á, là cứ mỗi lần đứng ở ngoài trước khi mà cái cửa đấy được mở ra là Yến cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà xong rồi sau đó khi mà vào, xong rồi quay đến cái đoạn mà cái đèn nó tắt đi, xong rồi tự nhiên đèn nó sáng lại, xong rồi lại ra tắt đi một lần nữa, thì thực sự là đến lúc mà khi mà nhắm mắt vào và chuẩn bị hôn rồi, và lúc mà mở mắt ra thì thực sự là cái cảm giác lúc đấy Yến thấy nó hồi hộp thật. Và tức là kiểu mình có một cái thổn thức của cái cô gái Loan, của cô Loan ở trong bản thân mình. Và may thay là lúc đấy anh Thịnh lại quay cảnh cận, thế là đúng cái lúc mà kiểu cảm giác là hồi hộp nhất, cái cảm giác mà gọi là kiểu vừa mới mở mắt ra là kiểu thấy một chàng trai đẹp đứng trước đứng trước mặt mình, xong rồi kiểu cũng nhìn mình với gần sát như thế, thì thực sự là Yến đã có một chút rung động ngay cái lúc đó với nhân vật là Loan nha. Đấy thì chỉ có một phân cảnh như thế thôi. Thì thực sự tới bây giờ thì mình cũng đâu có nhận một cái vai nào người thứ ba nữa, thì tạm thời mình vẫn suy nghĩ giữ nguyên ý định đó. Tại vì mình cần phải thoát vai, mình cần phải có những cái khía cạnh khác để cho khán giả nhìn nhận không có chán nữa. Dạ. Người thứ tư thì sao? Người thứ tư đã đóng rồi nha. Sau trong MV của Hoàng Minh Di chung với anh Phúc là người thứ tư nha. Nhưng mà nói chung là không có nhận những cái vai mà tình cảm phức tạp như vậy nữa. Nói chung là tất cả những nhân vật mà mình tham gia thì không có điểm gì giống với lại diễn viên á. Tại vì cuộc đời của nhân vật với là cuộc đời diễn viên nó rất là khác nhau. Đâu đó thì nó sẽ có những cái đồng cảm, những cái cảm xúc, những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm không hẳn là của mình, của những người khác mà mình biết.
thì mình có thể áp dụng vô để cho cái cảm xúc của nhân vật mình hơn, hoặc là mình xem phim ảnh nhiều hơn. Chứ thực sự là từ xưa giờ, từ xưa tới giờ thì Karen chưa bao giờ nhận cái vai nào mà giống mình hết trơn á. Mình không có giống gì trong đó hết á. Thì nếu mà khó quên thì chắc chắn là sẽ là 2 ngày mà quay cảnh hành động, đặc biệt là cảnh mà chung với lại Yến á. Thì nếu mà mọi người coi cái khúc sau á, thì là cái khúc twist mà Karen có nói á, thì rất là mệt, hai chị em mệt mà hai chị em phải đánh nhau trong khi á, mà hai chị em rất là thân, rất là thương nhau. Mỗi lần mà nắm đầu xong là xoa xoa, chị em có sao không, chị ơi chị có sao, em xin lỗi nha, chị xin lỗi nha, liên tục như vậy. Thì nó rất là dễ thương, nhưng mà bữa rất là cực ha. Cho nên là hy vọng là cái cảnh đó sẽ đủ để thỏa mãn cho mọi người xem, đem tới cái cảm giác mà thật nhất cho mọi người xem. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Thì giống như cái tựa đề phim là Người Cần Quên Phải Nhớ, mình muốn giải quyết nó là mình muốn quên nó đi, nhưng càng muốn quên nó đi thì trong đầu mình lại càng cứ lặp lại cái hình ảnh, cái sự việc đó trong đầu, làm cho mình bắt buộc phải nhớ mà không cách nào quên nó được, thì tới bây giờ vẫn nhớ. Còn Yến? Hả? Thôi năm nay đối với Yến là một năm thực sự là cần quên phải nhớ lắm rồi, bởi vì đầu năm thì Yến ra mắt một MV mang tên là Cánh Hoa Tổn Thương, cuối năm thì ra phim tài liệu Cánh Chim Rực Rỡ, rồi đến bây giờ lại còn một bộ phim mang tên là Người Cần Quên Phải Nhớ nữa. Thế nên là mong là năm nay sẽ là một năm quên nhớ hả? Đúng rồi. Không, thật may là chẳng có ai thiếu nợ em hết. Em đi thiếu nợ người ta mà em phải nhớ đây này, em cần quên này. Chị Karen. Thật ra em nói cái này chắc mọi người ai cũng sẽ có, đó là cần quên phải nhớ người yêu cũ. Người yêu cũ thì tất nhiên là phải quên rồi, nhưng mà người yêu cũ sẽ để lại cho bạn những cái bài học, những cái kinh nghiệm sống mà bạn phải nhớ để mà không có lặp lại trong những cái cuộc tình sau nữa. Cho nên là em chắc chắn là ai trong đây cũng sẽ phải cần quên người yêu cũ, nhưng mà phải nhớ những cái bài học đó nữa. Dạ. Thì hồi nãy cũng có nhiều bạn đặt câu hỏi rất là hay, là nếu như mà lỡ như Đức Thịnh bị một sự cố mà mất trí nhớ, thì nếu như cho phép được nhớ một cái điều gì nhất thì Đức Thịnh sẽ chọn nhớ cái gì? Thì Thịnh chọn là nhớ vợ, nhớ con. Giống như mình đã từng nói rồi, có thể lấy đi của mình tất cả mọi thứ, nhưng để lại cho mình vợ con là được rồi. Mình sẽ làm lại từ đầu. Đủ các yếu tố để cho quý vị khán giả tận hưởng một chút gì đó ấm áp của hương vị tình yêu, gia đình và sự hài hước, hóm hỉnh. Thì mình nghĩ rằng với cái việc bơm tấn Wonder Woman ra rạp thì đó cũng là cơ hội cho thị trường Việt Nam. Thật sự mà nói thì thị trường phim ảnh chúng ta đang rất là cần những cái bơm tấn để làm nóng lại thị trường. Nhưng mình cũng có lo là bơm tấn thì sẽ gọi là càn quét hết tất cả các phim Việt. Nhưng mà mình hy vọng bây giờ á, cái chất lượng của phim Việt á, đã được nâng lên rồi. Mọi thứ nó đều có sự cạnh tranh một cách sòng phẳng, cái mình cũng không có ngại nhiều như là cái thời điểm trước đó. Và mình hy vọng rằng tất cả phim Việt ở thời điểm này sẽ đều thắng doanh thu, hoặc là có một cái doanh thu thật cực kỳ khả quan.